Quốc hội thảo luận tại tổ về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự án luật phòng chống mua bán người sửa đổi. Theo ý kiến của một số đại biểu, người bị mua bán là đối tượng bị tổn thương và có nhiều khó khăn khi trở về tái hòa nhập cộng đồng. Do đó, họ rất cần những chính sách hỗ trợ cụ thể. Nạn nhân khi về nơi cư trú là có nhu cầu vay vốn để sản xuất, kinh doanh, được xem xét cho vay tại ngân hàng chính sách xã hội với các chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật. Theo tôi được biết rằng là cái chính sách tín dụng ưu đãi tại ngân hàng chính sách xã hội thì lại không có một cái chính sách nào dành cho đối tượng là nạn nhân. Tôi đề nghị rằng là phải quy định cụ thể rõ hơn về cái chính sách hỗ trợ nạn nhân khi họ trở về địa phương. Họ có một cái chế độ đặc thù để cho hỗ trợ để nạn nhân được tiếp tục là hòa nhập cộng đồng và có cái điều kiện phát triển kinh tế. Chứ không tôi quy định như vậy thì có quy định như không. Đối với cơ quan tiếp nhận nạn nhân bị mua bán trở về, có ý kiến đề nghị bổ sung thêm một số cơ quan đơn vị nhằm hỗ trợ kịp thời cho nạn nhân. Là người nào có căn cứ cho rằng mình là nạn nhân hoặc là người đại diện hợp pháp của họ có quyền trực tiếp đến ủy ban dân cấp xã hoặc cơ quan tổ chức nơi gần nhất khai báo về việc mua bán. Thì cái trường hợp cơ quan tổ chức tiếp nhận khai báo không phải là ủy ban dân cấp xã thì cơ quan tổ chức đó có trách nhiệm chuyển ngay người được cho rằng mình là nạn nhân đến ủy ban nhân dân cấp xã mà cơ quan tổ chức có trụ sở. Này thì cũng nhằm thể hiện rõ trách nhiệm hơn đối với người khai báo và trách nhiệm của cơ quan tổ chức tiếp nhận để không đùn đẩy giữa các cơ quan với nhau. Một số ý kiến đề nghị làm rõ khái niệm nạn nhân bị mua bán vì hiện có tình trạng mua bán từ khi còn là bào thai hoặc mua bán nội tạng. Việc xác định đúng khái niệm nạn nhân sẽ tránh bỏ lọt đối tượng cần được hỗ trợ bảo vệ.